Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay cước 500 m của Asino tiếp tục về nha mọi người. Cái hàng này đứt hàng một thời gian cũng rất là dài rồi nè. Hôm nay thì về thêm cho mọi người cái màu trắng. Mấy đợt trước á thì chỉ màu vàng thôi. Hôm nay về được cái màu trắng này. Cũng đầy đủ size là từ số 10, số 12 và số 14. Cước này nói chung là rất là khỏe nha mọi người. Đang có test thử hộp vụ rồi. Đánh rất là ok luôn. Nếu câu xong thì mọi người có thể dùng số 10 kéo gốc, bao kéo gốc cho người luôn, kéo thoải mái. Còn số 12 thì có thể đánh dạng đánh hồ dịch vụ, đánh giải trí. Và số 14 anh em có thể đi câu giải luôn. Rất là khỏe. Và đặc biệt là đợt này về thêm cho mọi người cái màu trắng. Trước kia thì nó chỉ có cái màu vàng. Đây, màu vàng trước kia này, vàng vàng chanh. Thì hôm nay về thêm cái màu trắng. Hồi xưa nó có cái màu xanh nữa, nhưng mà màu xanh đợt này lại không có về. Còn đợt tiếp theo thì nó cái màu vàng. Và hôm nay nó về màu vàng và kèm theo cái màu trắng cho mọi người luôn. Đó thì hàng mùa dịch này nhập hàng rất là khó nha mọi người. Vận chuyển đi rất cực khổ luôn. Chi phí này kia rồi nó vẫn cao, đắt đỏ lắm. Nhưng mà bên shop vẫn giữ cái giá cũ cho mọi người. Chỉ 230 ngàn một cuộn 500 m này. Bảo đảm cước chính hãng của Asino. Thì Asino mọi người rất là quen thuộc với các dòng mà câu sông, câu cảm giác như là bò đạch mắt nè, cờ lách xít, sau này có thêm cà rốt nè, rồi phantom gì đó, và những cái dòng mà đánh tra như nổi tiếng nhất là cây Asino bạch kim. Thì cái Asino bạch kim được rất nhiều anh em chuộng đánh. Cái phôi nó rất dai, rất là khỏe nha mọi người. Như vậy là cái cước màu trắng của chúng ta về chỉ được hai size nha mọi người. Size số 12 và số 14 thôi, không có về size số 10. Số 10 thì mọi người có thể lấy màu vàng truyền thống trước đây nào giờ. Số 10 là 0.52 mm. Tải của nó là 52 lb, tương đương thì khoảng 20 23 24 kg nha mọi người. Tầm đó. Đây, cước mềm. Mềm rất là mượt nè. Cước này cái độ sắn của nó rất là ít. Nếu mà 100% không sắn là không có. Nó tất cả các cước ni lông là đều có cái độ sắn khi mà lực tải của nó quá lực tải của nó. Còn 100% không sắn là cước không có. Không sắn là chỉ có dây dây BE, dây dù á. Mà đi câu hồ thì không ai dùng dây dù được. Dây dù thì nó sẽ nổi, thì nó sẽ trôi, ảnh hưởng tới những người kế bên. Nên câu hồ dù đa phần anh em sẽ dùng cái cước. Và chọn những cái dòng cước chìm nhanh. Đó, chìm nhanh thì đánh sẽ ok hơn. Còn mà nó quăng xuống rồi mà nó không chịu chìm là mấy cước đánh hồ cũng rất là khó nha mọi người. So cần rất là mệt nó mới chìm. Còn mấy dòng cước này đa phần nó sẽ chìm nhanh. Khi mọi người vừa vừa quăng xong thì nó sẽ có thể nó sẽ chìm ngay. Và tùy theo cái loại cước, cái độ nặng của nó nhiều thì nó sẽ chìm nhanh thôi. Có những loại cước sẽ chìm nhanh hơn và những loại cước nó sẽ chìm chậm hơn. Và có một số loại cước nó cứ lờ đờ đờ nó không có chìm nha mọi người. Đó, và cái cước này có cái độ mài mòn rất là ít nha mọi người. Khi mà mọi người đi câu mà nếu mà tính cái độ mài mòn á, nếu mà hai cái cần mà chúng ta lại đấu dây với nhau thì cái cước mà có độ mài mòn thấp á, nó chất lượng hơn thì nó sẽ không có bị nổ. Còn cái cước mà nó bị mài mòn nhiều thì nó đa phần nó sẽ bị nổ. Nếu mà hai cái dây mà cá nó lôi, dây nó chéo lại với nhau, nếu mà dây nào cái độ mài mòn nó thấp thì nó sẽ bị nổ trước. Còn nếu mà độ mài mòn ra cao, nghĩa là ít mài mòn á, thì nó sẽ chắc hơn và sẽ không có bị nổ sản. À, sẽ không có bị nổ khi mà chúng ta bị tréo dây, bị chồng dây lại với nhau khi mà cá ăn mà lôi tới lôi lui bị chéo cước nha mọi người. Nếu câu hồ thì mọi người có thể chọn cái 57 đánh là ok rồi. Nếu mà câu giải luôn thì để lên 62 là cước số 14. Câu xong thì mọi người muốn khỏe thì lấy size 0.57 vẫn được. Còn nếu không thì cứ dùng size trung bình chúng ta, số 10, 0.52. Và nếu anh em cần quăng xa
Đó, thì cứ lấy số nhỏ lại, số 10 là được. Còn mà không cần quăng xa thì cứ lấy số lớn một chút, kéo cho người kéo lên gốc luôn, cước này. Đó rồi, ok, thì nhắc lại size thì màu vàng của chúng ta thì nó có đủ 3 size là số 10, số 12 và số 14. Còn màu trắng của chúng ta thì được 2 size thôi, số 12 và số 14. Tất cả đồng giá 230.000 một cuộn, dài 500 m. Về mình có thể thay được vài máy luôn nè. Nhưng mà máy lớn thì vào thì được 2 máy, máy nhỏ 3 4 máy cho người đánh view luôn. Thì đa phần cước anh em mình đi đánh mà muốn kỹ thì một thời gian chúng ta nên thay thay cước, vì chúng ta đánh ngâm nước nước phèn nước mặn hoặc là mưa nắng thì thời gian cước nó sẽ bị ảnh hưởng. Nếu mà chúng ta kỹ thì chúng ta nên thay cước, thì một cuộn 500 m thì chúng ta có thể thay được vài lần, chung là giá chỉ 230.000 thôi, cũng khá là ổn nha mọi người. Đánh rất là tốt dòng cước này của Asino. Thì giá thì chưa bao gồm cái phí vận chuyển nha mọi người. Phí vận chuyển toàn quốc cho cái cuộn này là 30.000 nữa. Thì hiện tại shop đang gửi được tất cả các tỉnh rồi, mọi người cứ đặt hàng thì bên shop sẽ tranh thủ gửi. Những cái khu vực mà cách ly á thì mọi người khi mà hàng tới, mọi người chịu khó ra ngay chỗ đầu chốt, chỗ chặn á, mọi người nhận giúp Rạng. Còn những cái nơi mà không bị phong tỏa cách ly thì bên shop đang gửi đến tận nơi tận nhà cho mọi người luôn. Nếu mọi người mua được 2 cuộn thì bên shop sẽ miễn cái phí vận chuyển cái dòng cước này. Nếu 1 cuộn thì mọi người chịu phí 30.000 giúp Rạng. Và 1 điều, nếu anh em ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì bên shop sẽ miễn phí vận chuyển. Có nghĩa là ở thành phố Hồ Chí Minh mua cuộn cước này thì chỉ trả 230.000 thôi, không có tốn phí vận chuyển. Còn các tỉnh thì hơi xa, mình nhận không bao ship được, nên mọi người chịu giúp Rạng 30.000. Đó, đặc biệt lần này có thêm màu trắng nha mọi người. Nếu ai thích màu trắng, một số anh em thì hồi trước nó màu này hơi nổi quá thì không thích, thì đợt này hãng Asino ra thêm cái màu trắng cho mọi người nè, màu trắng dạng trắng trong luôn nha mọi người. Nó cũng tẹp với cái màu nước cho người đánh những cái nơi mà cá dạng như cá cá nhét cá khó chịu á, thì thể chọn cái màu trắng để đánh. Còn mà thích màu sáng để đi câu đêm, thường là câu đêm anh em sẽ chọn cái màu sáng này. Khi mà chúng ta quăng mồi đi sẽ thấy cái đường đi của cước, thì chúng ta dễ so dây hoặc là dễ nhìn thấy cái mục tiêu ở đó chúng ta quăng, nó dễ hơn. Nói thường màu sáng cái tác dụng của nó là vậy. Còn nếu không, mọi người có thể chọn cái màu trắng, thì màu này đi đi câu đêm thì bảo đảm quăng ra là không thấy gì luôn, chỉ có màu sáng này câu đêm mới rất là tốt. Đó rồi, ok, thì mọi người đặt hàng thì cứ liên hệ shop Rạng qua 2 số điện thoại ở phía trên đây. Mọi người có thể kết bạn qua Zalo, thì Zalo mọi người nhắn tin đi, không cần kết bạn đâu, mọi người lấy số và nhắn tin là được. Bị Zalo shop Rạng đang bị full đó, mọi người cứ lấy số và nhắn tin bình thường là được nha. Hoặc là muốn nhanh thì cứ alo cho Rạng, cho địa chỉ thì bên shop sẽ gửi đến tận nơi tận nhà luôn, và xem hàng kiểm tra chất lượng cước và trả tiền cho người giao hàng. Đây cước này mọi người nhìn nè, khi mà bung ra cước nó vẫn thẳng ngay nè, nó không có bị quấn theo cái ống, quấn theo cái trục của chúng ta. Đó, cước thì cũng mềm mềm mịn và rất là mượt nha mọi người. Đó, rồi, ok, cảm ơn tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở clip sau.